Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, trong khi căng thẳng trên eo biển Đài Loan còn đang nóng bỏng thì vừa qua Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng gửi 10 vạn tình nguyện viên sang giúp Nga chiến đấu với Ukraine Truyền thông phương Tây trích dẫn tin tức từ phía Nga cho biết Một người dẫn chương trình talk show trên truyền hình Nga đã tuyên bố rằng 100.000 tình nguyện viên Triều Tiên đã sẵn sàng để hỗ trợ cuộc chiến tranh đang tiếp diễn của Nga ở Ukraine Cụ thể, ông Igor Krochanko, người dẫn chương trình talk show trên kênh một truyền hình Nga, đã gợi ý rằng Nga nên hoan nghênh sự trợ giúp của người Triều Tiên, không chỉ ở tiền tuyến mà còn cả trong vai trò như những công nhân. Phía Bình Nhưỡng cũng xác nhận có kế hoạch cử lao động đến tái thiết các vùng Ukraine đang bị Nga chiếm đóng, theo tin từ trang NK News. Theo trang tin The Driver, đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Trước đó vào tháng 7, Triều Tiên đã công nhận các chính phủ ly khai ở Donetsk và Luhansk, dẫn đến việc Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Hiện nay vẫn chưa rõ là quân đội hay công nhân hay một dạng nhân lực nào nằm trong nội hàm tình nguyện viên mà Triều Tiên nói tới. Tuy nhiên, trang tin The Driver đánh giá rằng quân đội Triều Tiên thiếu công nghệ nên họ đã bù đắp bằng quy mô và hỏa lực. Mà hai điều này thì Nga có nhu cầu trong cuộc chiến tranh tiêu hao ở Ukraine. Một ưu điểm khác là người Triều Tiên cũng quen làm việc trong những điều kiện tương đối khắc nghiệt với các nguồn lực tối thiểu. Điều này khiến việc triển khai họ đến một vùng chiến sự có thể hấp dẫn đối với Nga. Theo nhận xét của trang tin The Driver, khả năng quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine nghe có vẻ là kỳ lạ. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh tổn thất của Nga trong thời gian qua thì điều đó có thể không quá khó tưởng tượng. Triều Tiên đã xuất khẩu lao động ra khắp thế giới như một cách để kiếm được ngoại tệ vậy thì ít nhất công nhân Triều Tiên có thể tràn vào lãnh thổ Ukraine do nga chiếm đóng để hỗ trợ quân nga, đặc biệt là dưới hình thức lao động chân tay giá rẻ. Còn tờ New York Post thì lại nhìn nhận sự việc theo một góc độ có tính chất tâm lý chiến khi họ phân tích rằng tuyên bố về sự trợ giúp của Triều Tiên được đưa ra khi một số quốc gia vệ tinh của nga đang cung cấp cái gọi là lực lượng tình nguyện, một dấu hiệu mà các nhà phân tích tình báo phương Tây xem là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin thiếu vốn chính trị để ra lệnh động viên quần chúng ở Nga. Thưa quý vị, Triều Tiên hiện nay đang là nước có quân đội lớn thứ tư trên thế giới với tổng quân số thường trực gần 1,3 triệu người và lực lượng dự bị 60 vạn người. Với quân số thường trực lên đến 1,3 triệu người thì dù có rút đi 10 vạn để đưa sang Ukraine tham chiến cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, liệu Nga đã đến mức phải cầu đến sự hỗ trợ của quân đội Triều Tiên hay chưa? và ngược lại, chính Triều Tiên hiện nay cũng đang bị Mỹ Nhật Hàn o ép, đất nước khó khăn. Trong bối cảnh này, liệu họ có rảnh tay để cứ 10 vạn quân vượt hàng ngàn km sang giúp Nga chiến tranh hay không? Xét về khả năng hiện thực thì có vẻ cử đi 10 vạn binh sĩ được vũ trang đầy đủ là khó xảy ra. Khả năng một phần trong số 10 vạn người là binh sĩ, phần lớn còn lại là các lực lượng lao động hỗ trợ thì có tính khả thi hơn. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, thì nếu Triều Tiên can dự vào chiến tranh ở Ukraine, Mỹ sẽ không bỏ qua cho họ trên chính sân nhà. Cục diện Đông Bắc Á sẽ nóng bỏng lên và nguy hiểm như một thùng thuốc súng. Với tình hình hiện nay, bên châu Âu thì Nga-Ukraine đánh nhau, Đông Á thì trung hàm hè Đài Loan, nay lại thêm Triều Tiên nhảy ra sân khấu sau một thời gian im tiếng. Rồi tháng 10 tới, Mỹ và Ấn Độ tuyên bố tập trận chung gần vùng Ấn Độ và Trung Quốc tranh chấp, căng thẳng lại nóng lên ở Nam Á. Rồi nếu Iran gây tranh thủ gây sự nữa thì đúng là cả thế giới vừa qua dịch bệnh lại đối mặt với rủi ro chiến tranh ở khắp nơi. Đây quả thực là những tin tức không có gì tốt đẹp cho hòa bình thế giới. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.